Thế cái đầu play FPT Playbook nhé. Cái này Android nhé. Hệ điều hành này. Đây. Hệ điều hành của nó đây. Con này em bán khá là nhiều rồi. Đấy. Học online này cả cộng biết này. Con này có bắt được wifi nhé. Xem phim miễn phí trên FPT. Đây. Đấy, rất là nhiều phim luôn. Đấy, anh thử một phim nhé. Cho anh em xem. Đây này, bắt đầu lên này. Đấy. Con này cổng HDMI này, cổng quang này, cổng AV này, đây nha, hô lên nó đây. Đây nha, anh em nhìn rõ chưa, nét chưa. Con này xem TV không cần phải đăng ký nhá, cái xem luôn được, ok luôn. Cực kỳ nét, đây TV nhà em là TV để luôn. Đấy, rất nhiều phim luôn. Đấy, phim bộ rồi, phim truyền hình này, hay truyền hình luôn này. Đấy, truyền hình luôn, HD luôn này, VT11 HD này. Đấy nha, lúc 9 giờ 30 4 phút này, hương vị thần tình yêu này, cực kỳ nét luôn. Rồi ok nhá.